Hoàng Diệu, vị tổng đốc Tuần Tiết Cung Thanh Hà Nội. Nổi tiếng là một vị quan thanh bạch, gần gũi với dân chúng, quyết tâm diệt trừ tệ nạn tại những nơi mình trị nhậm. Hoàng Diệu đã được phe chủ chiến cùng triều đình cử làm tổng đốc Thanh Hà Nội, điểm nóng tranh đấu giữa Pháp và Đại Nam lúc đó. Và dù thất bại đã được dự đoán trước, nhưng khi giao chiến, ông vẫn tỏ ra là một vị tổng đốc dũng cảm, quyết sống chết để giữ thành. Hành động Tuần Tiết của ông sau khi thành mất đã tạo nên làn sóng chống Pháp mạnh mẽ trên khắp xứ Bắc ngay sau đó. Kỳ tài đất Quảng Nam. Hoàng Diệu tên thật là Hoàng Kim Tích, tự là Quang Viễn, hiệu là Tỉnh Trai. Ông sinh năm 1829 trong một gia đình nông dân có truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cha Hoàng Diệu là Hoàng Văn Cự, làm hương chức qua đời khi ông còn nhỏ. Mẹ ông vì thế phải tần tảo làm ruộng, nuôi dạy con cái vì gia đình có tới 11 người con. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình Hoàng Diệu vẫn có tới 6 người đỗ đạt, một phó bảng, 3 cử nhân và 2 tú tài. Đặc biệt Hoàng Diệu là người nổi bật nhất trong số các anh em. Năm Tự Đức thứ 6 1853, lúc 25 tuổi, ông dự thi đình và đậu phó bảng, được cử giữ chức Hàn Lâm Kiểm Thảo rồi đi nhậm chức tại các huyện Bồng Sơn, Tuy Viễn, Bình Định, Tỉnh Gia, Thanh Hóa. Từ đây ông chính thức bước vào quan trường. Năm 1864, Nguyễn Phúc Hồng Tập, em chú bác của vua Tự Đức nổi dậy làm loạn, bị án chém. Hoàng Diệu lúc bấy giờ có mặt trong buổi hành quyết, đã nghe Hồng Tập nói, vì tức giận về Hoàng Nghị mới bị tội, xin chớ ghét vào tội phản nghịch. Sau đó thì các quan Phan Nguy Kiệm, Trần Gia Huệ, Biện Vĩnh tâu lên Tự Đức đề nghị nhà vua thẩm tra lại vụ án. Kết quả là cả ba cùng với Hoàng Diệu đều bị giáng chức. Được phục chức sau vụ tẩy oan Hồng Tập, Hoàng Diệu lần đầu ra Bắc năm 1868, làm tri phủ Đa Phúc, rồi tri phủ Lạng Giang, Bắc Giang, án sát Nam Định, bố chính Bắc Ninh. Trong 9 năm ấy, ông lập nhiều quân công, dẹp trộm cướp và an dân, ở đâu cũng được sĩ dân quý mến. Năm 1873, ông được triệu về Kinh Đô Huế giữ chức tham tri bộ hình. Năm 1877, ông được thăng hình bộ tham tri, rồi chuyển sang lại bộ kim Quảng Đô Sát Viện, dự bàn những việc ở Cơ Mật Viện. Năm 1878, ở Quảng Nam xảy ra nạn lụt rất lớn, gọi là nạn lụt bất quá, bởi vì dân chúng cho là bất quá nước tràn đến sân là cùng, ít đề phòng. Nhưng rồi nước tràn về rất mạnh, cuốn trôi nhiều nhà cửa, thóc lúa và súc vật, một số người chết trôi, đồng ruộng nhiều nơi ngập úng và hư hại. Tiếp đó, nhiều phủ huyện lâm vào cảnh bệnh tật, chết đói, trộm cướp, dân chúng phải ăn củ chuối trừ bữa. Hoàng Diệu đã dâng tấu xin đảm nhận trọng trách cứu tế cho nhân dân gặp thiên tai lụt lội. Tự Đức trao cho ông chức không sai đại thần, cầm cờ tiết và quyền tiện nghi hành sự, lo việc chẩn tế an dân, dẹp trừ trộm cướp. Hồi ấy ở làng Giáo Ái có tên cường hào tên là Hương Phi, lợi dụng lụt lội cho tay chân đi cướp bóc. Hoàng Diệu điều tra, nắm bắt các bằng chứng xác thực, cho niêm yết tội trạng của Hương Phi và nghị án xử trảm. Cùng thời gian đó, Hoàng Diệu phát giác tại tỉnh này có một người đỗ cử nhân khoa Bính Tý 1876, đã nhờ người khác làm bài và hai người mang danh tú tài nhưng không có thực học. Thêm nữa, hai ông tú tài nhân nạn đói chuyên mua rẻ bán đắt, vơ vét để làm giàu, bị dân oán ghét. Hoàng Diệu trình lên vua cho sát hạch lại, làm rõ được vụ án. Nhờ công lao trên, ông được đổi làm tuần phủ Quảng Nam, thăng tổng đốc An Tịnh, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng vì nguyên tổng đốc Nguyễn Chính vẫn đang tại nhiệm, nên ông ở lại Huế làm tham tri bộ lại. Năm 1879, ông được cử làm phó sứ, cùng với chánh sứ là Thượng thư Bộ Lễ, Đỗ Đệ, hội bàn với sứ thần Tây Ban Nha vì một hiệp ước giao thương. Tiếp đó thì ông được thăng Thượng thư Bộ Binh, trở thành xương máu Bắc Hà. Vua Tự Đức từng ban lời khen rằng, chăm lo cho dân Bắc Hà, ngoài Hoàng Diệu không có ai hơn. Đầu năm 1880, Hoàng Diệu nhận chức Tổng đốc Hà Ninh, kiêm trông coi việc thương chính. Thời gian này là khoảng thời gian Bắc Hà hỗn loạn cực độ, thực dân Pháp đang rục rịch chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai. Dân chúng bị cương hào và bọn du thủ du thực quấy nhiễu, nhất là ở vùng cửa ô Thanh Hà, thông ra bến sông Hồng. Không để tình hình này tiếp diễn mãi, việc đầu tiên Tổng đốc Hoàng Diệu làm là chấn chỉnh lại nội trị. Ông bàn với tuần phủ Hoàng Hữu Xứng khắc bia thân cấm khu tệ gắn vào tường phía trong ô quan chưởng và trước nha môn của hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Văn bia nêu rõ các bằng cứ phạm tội của bọn cương hào ác bá
thậm chí còn vạch mặt chỉ tên rồi nêu hình phạt để cảnh cáo và răn đe. Với kẻ thù xâm lược, biết rõ dạ tâm xâm lược của thực dân Pháp lúc bấy giờ, Hoàng Diệu bắt tay ngay vào việc chuẩn bị chiến đấu, kinh lý, biên phòng. Ông đã cùng với Tổng đốc tỉnh Sơn Tây Nguyễn Hữu Độ dâng sớ nói về việc bố phòng, lại cùng với Nguyễn Đình Nhuận mật tâu về chiếc phòng bị sẵn. Hoàng Diệu sống và làm việc ở Hà Nội gần 3 năm. Bên mình hàng ngày chỉ có 2 người tùy tùng, nhưng ông đã làm được nhiều điều có ý nghĩa cho nhân dân Bắc Hà. Để rồi khi thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội, ông đã chiến đấu giữ thành đến hơi thở cuối cùng. Cuộc chiến đấu và sự hy sinh của Hoàng Diệu đã góp thêm một trang sử bi hùng cho mảnh đất Thăng Long nghìn năm tuổi. Cuộc chiến giữ thành Hà Nội. Sau khi ký kết Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874, chính thức sở hữu Nam Kỳ Lục Tỉnh, Pháp chuẩn bị tiến ra Bắc lần hai. Tình hình trong triều lúc này vô cùng rối ren khi hai phe chủ hòa và chủ chiến đã liên tục xung đột. Điều này đã ngăn cản rất nhiều kiến nghị của Hoàng Diệu. Từ năm 1880 đến 1882, ông đã 2-3 lần dâng sớ xin triều đình chi viện để củng cố phòng tuyến chống giặc tại Hà Nội, nhưng không nhận được hồi âm từ Huế. Đặc biệt trước khi bị Pháp tấn công hơn một tháng, Hoàng Diệu đã cấp báo xin triều đình tăng thêm viện binh, nhưng tất cả đều trở thành vô vọng. Đầu năm 1882, lấy cớ Việt Nam không tôn trọng Hiệp ước năm 1874, đại tá của Hải quân Pháp cho tàu chiến cùng hơn 400 quân đóng trại tại đồn thủy trên bờ nam sông Hồng, cách thành Hà Nội 5 km, nhằm uy hiếp Hà Nội. Để đối phó, Hoàng Diệu đã lệnh giới nghiêm tại Hà Nội và báo cáo các tỉnh xung quanh sẵn sàng tác chiến, đồng thời yêu cầu viện binh từ triều đình Huế. Tuy nhiên, vua Tự Đức lại hạ chiếu của trách Hoàng Diệu đã đem binh dọa giặc và chế ngự sai đường. Lực lượng phòng thủ tại Hà Nội lúc đó là khá mỏng. Thành Hà Nội được xây dựng theo hình mẫu châu Âu từ thế kỷ trước, bản vẽ do các sĩ quan Pháp từng phục vụ vua Gia Long thực hiện. Trên mặt thành có 49 khẩu đại bác, nhưng tất cả đều bị rỉ sét, không phát pháo được. Hoàng Diệu cho người tu sửa lại thành vách, đắp cao thêm 1,5 m. Các cửa được làm lại bằng gỗ chắc chắn, sau cửa chất nhiều bao đất. Ông còn cho đào hào trước thành, đắp nhiều ụ đất, lập thêm các pháo đài, mộ thêm quân và huấn luyện binh lính sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù phái chủ hòa của triều đình Huế đã thuyết phục vua Tự Đức chấp nhận mất miền Bắc để giữ an toàn cho ngai vàng, nhưng Hoàng Diệu cùng bá quan xung quanh đã cùng nhau uống máu ăn thề, quyết tâm sống chết với Hà Thành. Rạng sáng ngày 25 tháng 4 năm 1882, đại tá Henry Riviere của Hải quân Pháp cho tàu chiến áp sát thành Hà Nội, đưa tối hậu thơ với ba yêu sách: phá các thao tác phòng thủ trong thành, giải giới binh lính. Đúng 8 giờ các vị quan văn võ trong thành Hà Nội phải đến trình diện, sau đó quân Pháp sẽ vào thành kiểm kê, xong sẽ giao trả lại thành. Hoàng Diệu nhận tối hậu thư, sai Tôn Thất Bá đi điều đình. Nhưng không đợi phía Hoàng Diệu trả lời, Riviere đã cho tàu chiến bắn vào thành, yểm trợ cho số quân 450 người và một ít thân binh đổ bộ, hòng chiếm thành Hà Nội. Dù phải chịu sức ép do đạn pháo loại mới của Pháp, nhưng với lòng quả cảm được truyền từ vị Tổng đốc, cộng thêm việc thành đã được gia cố cẩn thận, quân dân Hà Thành vẫn kháng cự quyết liệt, khiến cho quân Pháp phải rút ra ngoài tầm súng để củng cố lực lượng. Trong cuộc chiến này, có hai điều Tổng đốc Hoàng Diệu không thể ngờ tới. Thứ nhất, ngay trong những phút đầu tiên, hoàng thân Tôn Thất Bá đã chạy trốn theo Pháp, thông báo tình hình trong thành Hà Nội cho họ, rồi dâng sớ lên vua Tự Đức đổ tội cho Hoàng Diệu. Thứ hai, trong lúc hai bên đang bất phân thắng bại, một vụ nổ long trời lở đất đã khiến cho cả Hà Thành rung chuyển do kho thuốc súng bị Việt Giang phá hủy. Vụ nổ không chỉ khiến cho các lực lượng súng trường, pháo thủ không thể khai hỏa, nó còn gây ra đám cháy lớn trong thành, làm cho quân dân vô cùng hoang mang. Quân Pháp thừa cơ phá được cổng Tây Thành Hà Nội và ùa vào thành. Những người đã từng cắt máu ăn thề với Hoàng Diệu, người thương vong, người bỏ chạy. Trong tình thế tuyệt vọng, Hoàng Diệu vẫn tiếp tục bình tĩnh dẫn đầu quân sĩ chiến đấu chống lại quân Pháp, dù lực lượng cứ rơi rụng dần. Cuối cùng, thấy tình hình không thể xoay chuyển nổi nữa, ông đã ra lệnh cho tướng sĩ giải tán để tránh thương vong vô ích. Bi phẫn tột độ, một mình Hoàng Diệu vào hành cung, lấy máu viết di biểu tạ tội với vua Tự Đức. Thành mất không sao cứu được, thật hổ với nhân sĩ Bắc Thành lúc sinh tiền. Thần chết có quản gì, nguyện xin theo cố đại thần Nguyễn Tri Phương xuống đất. Sau đó, để bảo toàn tiết khí, ông đến bên cây đa trước cửa Võ Miếu gần cột cờ Hà Nội hiện nay, lấy khăn đội thắt cổ đúng vào giờ ngọ,
ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, tức là ngày 25 tháng 4 năm 1882, hưởng dương 53 tuổi. Tấm gương cho muôn đời. Về sau, di biểu của Hoàng Diệu được công khai khiến ai nấy đều vô cùng cảm thán và xót xa thay cho ông, một con người hết lòng vì nước, vì dân, một lòng cương trực son sắt, nhưng phải đơn độc đấu tranh. Theo giáo sư Chương Thâu trong sách Nhân dân lịch sử Việt Nam, sau khi Tổng đốc Hoàng Diệu tuần tiết, dân Hà Nội xót thương đã góp tiền mua áo quan làm lễ mai táng tại vườn dinh Đốc Hậu, viết thơ điếu Hà Thành Chính Khí Ca và Hà Thành Thất Thủ Ca để ca ngợi Hoàng Diệu và lên án những kẻ đầu hàng. Ngày 20 tháng 12 năm 2003, Hà Nội cho lập đền thờ Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu trên Võng Lâu, cửa Bắc, thành Thăng Long. Về phần gia đình ông, nghe tin cha tuần tiết, hai người con trai đã ra Hà Nội lo liệu đưa thi hài thân sinh về quê an táng. Dù mang tiếng đại thần nhà Nguyễn, nhưng gia cảnh Hoàng Diệu rất nghèo, cả nhà ở quê vẫn phải ra đồng cày ruộng như mọi thường dân khác. Đến khi tuần tiết, gia tài ông để lại chẳng có gì ngoài một thanh gươm được nhân dân Hà Thành truyền tay nhau gìn giữ để trao lại cho gia đình ông. Năm 1945, người chắc nội của ông đã mang thanh gươm ấy đi giành chính quyền ở Hội An trong cuộc cách mạng tháng 8. Ngay đến phần mộ của Hoàng Diệu cũng khiến nhiều người phải bất ngờ. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết rằng: "Tôi có đi thăm mộ của Hoàng Diệu ở giữa cánh đồng Xuân Đài. Mộ không bề thế như tôi tưởng, còn quá nhỏ so với lăng mộ của những quan lớn vô tích sự trên triều đình Huế mà tôi vẫn thường thấy. Mộ là một nắm vôi khô, nằm vùi giữa đồng cỏ khô, xa khu dân cư. Ngôi mộ hơn 100 năm qua được nhân dân và gia tộc giữ gìn tôn tạo." Năm 1982, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Nam đã tiến hành xây dựng lại ngôi mộ này. Song do di tích nằm ở vùng trũng lụt, chưa được xây dựng kiên cố, nên lăng mộ bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình đó, tháng 4 năm 1998, Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn, xã Điện Quang, gia tộc đã đầu tư 300 triệu trùng tu xây dựng lại. Ngay sau khi biết tin Hoàng Diệu tuần tiết, nhân dân Hà Thành nói riêng và toàn xứ Bắc nói chung cùng đồng loạt nổi dậy ngăn quân Pháp tràn vào. Còn đối với triều đình, sự ra đi của ông khiến thế lực của phe chủ chiến suy yếu trầm trọng. Tất cả đã tạo nên một cục diện vô cùng hỗn loạn, đánh dấu thời khắc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng người Pháp đã sắp sửa bắt đầu. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.